Ok, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với 21 ngày đọc sách và hôm nay là ngày 13. Hy vọng là các bạn đang có một buổi sáng thứ bảy rất là minh mẫn để chúng ta bước vào phiên đọc sách ngày hôm nay. Mình thì vẫn đang đọc cuốn Lục Sì của Vũ Trọng Phụng thôi, và trong tuần này thì mình đã đọc được những cái nội dung rất hay và mình rất mong chờ được chia sẻ với các bạn vào phiên chia sẻ sáng ngày mai. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc sách luôn thôi. Hẹn gặp lại mọi người sau nửa tiếng nữa.
Ok, cảm ơn mọi người đã đồng hành đọc sách với mình ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại mọi người vào phiên chia sẻ lúc 9 giờ sáng mai. Chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ.